Đại dịch COVID-19 đã đẩy con số doanh nghiệp giải thể tại Việt Nam trong năm 2020 lên mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây, với trung bình mỗi tháng có 8,5 ngàn doanh nghiệp phải rời bỏ cuộc chơi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cộng đồng doanh nghiệp chịu chấp nhận phủ lên mình một bức tranh xám màu. Trên thực tế, ở tất cả các ngành nghề, không ít doanh nghiệp Việt đã tìm thấy cho mình những hướng đi mới để vượt qua được bài toán phụ thuộc và giảm thiểu rủi ro. Những bài học này luôn cần được áp dụng dù có hay không có COVID-19. Thưa quý vị, ngành cơ khí chế tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19, chỉ đứng sau ngành dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, với doanh nghiệp này, một trong những đơn vị đầu tiên tại thị trường Việt Nam xuất khẩu robot công nghiệp sang thị trường Nhật Bản, thì chính sự thích nghi và linh hoạt đưa ra những giải pháp ứng phó với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như là thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng đã giúp doanh nghiệp tăng trưởng được doanh thu 15% bất chấp đại dịch COVID-19. Và đây cũng chính là những bài học kinh nghiệm để đơn vị này vận dụng trong năm 2021 và thời gian sắp tới. Nhưng lúc đầu là ID là chuyên tập trung vào linh kiện ở thị trường Nhật. Nhưng mà gần đây chúng tôi đã phát triển các linh kiện nhập về từ Hàn Quốc, từ Đài Loan và kể cả từ nội chế. Cho nên là phân tán được rủi ro do đứt gãy nguồn cung thì mới có khả năng đối ứng nhanh như vậy, nếu không là công ty sẽ lỗ một thời gian dài. Còn với cà phê hương trái cây Mixmore, giấc mơ đưa nông sản Việt vượt qua khỏi giới hạn của những thị trường truyền thống như Trung Quốc đã dần được hiện thực hóa. Khát khao lớn hơn của doanh nghiệp còn là tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của những đợt giải cứu, xây dựng thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới. Những cái thị trường như Úc hoặc là Mỹ thì chúng tôi đang làm việc, giữa công ty chúng tôi đó thì chúng tôi đã có một cái nguồn khách hàng sẵn, thì chúng tôi đã xúc tiến đi được khá nhiều các đơn hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta để sang các nước ngoài. Thì đó là một cái năm mà có thể là dịch bệnh nhưng mà chúng ta đã năng động để chúng ta có thể tìm đầu ra được cho cái nông sản Việt của chúng ta. Doanh nghiệp đã tìm ra và phát hiện ra rằng mỗi doanh nghiệp không phải chỉ có những cái sản phẩm truyền thống hàng chục năm trước của trước đại dịch mà bắt đầu phát hiện ra những thị trường mới và vẫn tăng trưởng xuất khẩu và vẫn mở rộng thị trường. Nói như vậy không có nghĩa là doanh nghiệp nào cũng thành công khi tìm kiếm thị trường mới hay thay đổi chuỗi cung ứng vốn tồn tại suốt nhiều năm. Quá trình này đòi hỏi sự nhạy bén và khả năng thích nghi cao. Tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng dù có cú sốc COVID-19 hay không, việc tìm hiểu nhu cầu, phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường luôn thay đổi vẫn là chìa khóa phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Tới đây chúng ta phải làm sao cái sản phẩm chúng ta có giá trị gia tăng càng cao càng tốt. Chúng ta dần dần chuyển hướng công nghệ, đổi mới công nghệ trong khả năng có thể và phù hợp. Đó, chúng ta cần quản trị một cách là bài bản hơn. Chúng ta kinh doanh dựa trên nội lực là chính. Cuộc chiến này với Covid là cuộc chiến đường dài. Doanh nghiệp bắt đầu tỉnh táo lại để tập trung nguồn lực của mình vào cái điểm nào là phù hợp nhất. Nhà nước cần tiếp tục thúc đẩy thông qua các chính sách của mình, đặc biệt là chính sách về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị cho một cơ hội đầu tư cho một cái bước chuyển mình thứ hai sau dịch. Mà đầu tư thì cần tài chính, cần tín dụng, cần sự hỗ trợ tất cả về cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp thật nhanh cái phục vụ về thủ tục hành chính, thật nhanh về tất cả những cái hình thức hỗ trợ của các cái ban ngành. Và cái quan trọng nữa là các ngân hàng hãy vào cuộc để phục vụ các doanh nghiệp khó khăn qua mùa Covid và bây giờ họ hồi phục. Hơn 18.000 doanh nghiệp đã được thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2021. Con số này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vẫn rất lớn. Tuy nhiên, dịch bệnh hiện còn đó, kinh tế dù trên đà hồi phục vẫn đối mặt những thách thức đan xen. Do đó, kỳ vọng lớn hơn vẫn là con số có thể tiếp tục đứng vững cùng nền kinh tế trong hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam.